Chiều ngày 21 tháng 12, Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Dự hội nghị có đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Đại diện lãnh đạo một số bộ, ban ngành Trung ương. Tại điểm cầu Lào Cai có đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Đồng chí Phạm Toàn Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy. Năm 2022, ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ trung ương, các bộ, quốc phòng, công an, các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương đã phát huy được sức mạnh của toàn hệ thống trong công tác đảm bảo y tế, phòng chống dịch Covid-19, công tác phục vụ chăm sóc sức khỏe cán bộ cấp cao, cán bộ các cấp, cấp, chất lượng ngày càng được nâng cao. Tại tỉnh Lào Cai, công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ cũng được thực hiện hiệu quả, đã tổ chức khám sức khỏe cho cán bộ thuộc diện tỉnh quản theo định kỳ, mời các chuyên gia y tế có kinh nghiệm để khám, chẩn đoán cũng như tư vấn chăm sóc sức khỏe cho cán bộ. Ghi nhận chia sẻ khó khăn nỗ lực của ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ các cấp cũng như của hội đồng chuyên môn đã đạt được trong năm 2022. Đồng chí trưởng ban tổ chức Trung ương đề nghị các đơn vị cán bộ y tế trong hệ thống tiếp tục nâng cao chất lượng, tăng cường đổi mới quy trình chăm sóc theo dõi sức khỏe với cán bộ các cấp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin quản lý hồ sơ sức khỏe theo dõi sức khỏe kiểm tra sức khỏe định kỳ tăng cường phối hợp để hội trần các ca khó chủ động trong chuyển giao kỹ thuật đào tạo qua đó thực hiện tốt nhiệm vụ được giao